Vâng, thưa các bạn, tại cái cuộc đi chơi du lịch Luang Prabang ở Lào thì tôi có một số cái chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến ẩm thực. Tại cái phố đi bộ ngay cạnh ngã tư với cả bưu điện thì người Lào có tổ chức một phố ẩm thực ở đây rất là thú vị. Tôi cho rằng đây là một trong những cái chỗ mà đáng chia sẻ để chúng ta nếu có đến Luang Prabang thì đến ăn. Trong cái phố này thì nó chia ra làm 3 khu. Ở khu ngoài cùng thì bán mấy cái đồ bánh trái để xách ăn đi đường. Khu thứ hai thì liên quan đến những cái đồ rau, rồi rau sống, rồi rau canh. Đến khu thứ hai thì tất cả các loại thịt, thực phẩm, cá, sườn, gà, rồi kể cả là những các cái như là mình gọi là lạp sườn, vân vân, rất nhiều thứ để có thể nướng lên được và đều mua theo cái đơn giá rất là rõ ràng, giá rất là hợp lý. Rồi đến cái khu cuối cùng thì bắt đầu đến mình, có thể nói rằng là nếu ta đi lạc vào cái phố này thì ta ăn hết từ đầu đến cuối và nhậu nhẹt rất là vui tươi và lại rất là ngon và tươi sống, rất điển hình. Nhiều nơi tôi đã đi đến nhưng không có nơi nào mà có thể có một cái bữa ăn mà lại đặc biệt như thế này. Chia sẻ với các bạn để các bạn nếu có đến Luang Prabang các bạn hãy ăn những cái món như này nhé. Vâng, thưa các bạn, đây là cái cửa hàng mà bán những cái đồ thịt nướng này. Ở đây có gà này, có chim này, có cá này, có sườn, có cánh này, có thịt này, có cả lạp sườn và một cái bếp nướng rất là đầy đặn ở đây. Mình muốn ăn cái gì thì mình bảo cô ấy sẽ nướng, xong cô ấy mang ra cho mình ăn, rất là ngon. Tôi ăn ở cái quán này. Đấy thì đây là cái chỗ mà tôi đã ăn. Thế còn tôi có ăn một cái chỗ đằng kia nữa, xa xa nữa là cái món rau. Lúc nãy tôi sẽ quay mấy cái cảnh mà tôi mua rau và để có cái bữa ăn hôm nay rất là vui, giá rất là rẻ và đồ tứa rất là tươi. Các bạn thấy đấy, bia này cũng rất là mát, được ủ đầy đủ. Bia Lào rất là ngon, bia Lào trắng, Lào đỏ, Lào vàng đều ok.